ký khoảng chừng 4 con, 3 2 ký 7 con chừng. Đó, nó quay nè. Đó, nó quay rất là giòn. Dạ. Nói chung mọi thứ em thấy là nóng hổi vậy thôi. Nóng hổi luôn á. Dạ, đó. Nóng hổi luôn á. Chả cá này khác chúng ta luôn. Tại chả cá này cô đặt làm nó để quết thắt lát cho cô. Nóng quá. Đặt riêng. Tại này rất là mắc. Thế kia chả cá vào chợ chỉ có 100, 101. Còn này tới 108. Ờ, chị Kiều về muốn ăn cháo lòng mà không ăn được. Mãi. Về mất tiêu rồi. Dạ, ôi trời ơi, đây. 10 ngày qua đó hả? Trước lúc đó nữa. Đây là một tô đầy đủ. Một tô đầy đủ hả con? Dạ, một tô đầy đủ. Để hôm qua cho đẹp. Có rau mực đồ này ha. Mực nè, tôm nè, rồi thịt heo. Một tô như vậy là bao nhiêu tiền cô? 50 đó con. Dạ, đầy đủ là 50.000 đó cả nha. Đó, thấy không? Con quay nhìn coi nè. Dạ. Đó, tô vậy là 50. Hấp dẫn. Nhưng mà qua từ bên đó qua đây mà ăn có một tô ai bán? Chảnh vậy đó hả cô? Chỉ ăn là lúc cô chính còn bán cháo lòng không thôi đó. Đó, mối cháo lòng đó. Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố. Sáng hôm nay đi ăn sáng và chia sẻ với cả nhà một món bún mắm. Đó là món bún mắm của cô Chính nha. Bún mắm vào buổi sáng nè, buổi trưa nè. Hầu như là mình sẽ có quay và giới thiệu cả nhà để cả nhà có thể là có nhiều chỗ để mình thưởng thức nha. Thì chỗ cô Chính chỉ bán bún mắm duy nhất là vào ngày chủ nhật của hàng tuần thôi nha cả nhà. Cho nên thành ra là mọi người phải canh nha, đúng một tuần mới quay lại. Ở đây chỗ cô Chính thì mọi người chắc là đã biết rồi đúng không? Cô Chính thì mọi người hay gọi là cô Chính chùa Kim Cương đó. Không biết chắc khách quen hay sao, chào mà mình cũng không biết. Đường Trần Quang Diệu, có nghĩa là đọc lại địa chỉ nha, là số 108 sẹt 45 của đường Trần Quang Diệu, quận 3 nha cả nhà. Bán từ lúc 6 giờ sáng nha. Rồi cả nhà lưu ý là khoảng 9 giờ, nói chung là món này cũng rất là nhanh. Rồi cả nhà vô là xem như thế nào á. Topping rồi, có giống lúc trước mình quay không? Hôm nay là cô đang làm topping nè. Rồi, hai hông nêm trước đi. Trời ơi, cắt hai mâm heo quay quá trời, hấp dẫn luôn. Còn thêm một mâm heo quay bên kia nữa kìa mọi người. Không muốn nêm nè. Trời ơi quá đẹp luôn. Ê cô con dở này chắc. Làm không kịp, con sáng làm vậy đó. Hai người chỉ có một bịch thôi đúng không? Rồi đừng kêu nữa trời. Chết rồi, cái này bị rớt ra rồi. Anh ơi, cái này không để không sao coi. Rồi hai này không rau nêm nè. Quá trời hấp dẫn luôn, cắt sẵn hết trơn luôn ha. Làm không kịp con thấy không? Cho nên hình ra là cô cắt hết luôn vậy, cái mình bóc topping cho nó cho dễ dàng cả nhà. Không rau nêm. Ba tô đầy đủ. Rồi. Rồi một bịch đó, không ăn chả cá mà rồi, có heo quay chả cá. Heo quay hàng nguyên miếng cũng có ha. Rồi đó, cô đang múc qua. Bên kia là múc món. Cô nãy giờ làm. Cô Chính bán nhiêu nồi rồi? Hai nồi đầy rồi con. Hai nồi đầy rồi nhưng mà mình mới có mặt thôi ở nhà. Là từ lúc là sớm là 6 giờ là cô Chính bán rồi, nên thành ra là bán hết hai nồi lớn nha, cái nồi nước lèo đó nha. Giờ là sẽ hai tô. Còn khoảng hai nồi nữa ha. Còn ba, còn hai nồi bự nữa. Hai nồi bự nữa. Ba tô. Không thấy cái mâm lớn ta. Có đem mấy thảo lượng heo quay không? Bữa trước mình nghe quay là cô có nói món này là cô chuẩn bị rất là sớm luôn á cả nhà. Cho nên thành ra là mới đủ mấy cái nguyên liệu. Món này là cô hôm nay là cô thức từ mấy giờ cô Chính? 2 giờ con. 2 giờ. Hả? Trời ơi. Một cái thùng mộc. Một cái 2 giờ một cái sáng cả nhà để chuẩn bị những nguyên liệu nó nha. 2 giờ. Không có tiền chị làm bằng. Giống như là mình sẽ chiên chả cá luộc mấy cái mực đồ này kia đó, mấy cái món này kiểu lại là nấu mắm nữa đó cả nhà. Cô rất lên cổ rồi. Rồi, em nghe rồi anh. Nhiều cô chú vẫn hỏi chỗ cũ. Rồi. Thật ra là chỗ của cô bán hiện tại thì cũng gần xém thôi, chỉ cứ xéo qua thôi cả nhà. Nên không phải là cái chỗ mới của anh mà khó tìm đâu nha. Y chang hẻm cũ luôn. Mọi người cứ vô là xéo cái chỗ cũ là có. 108 sẹt 45 của Trần Quang Diệu quận 3.
hai tô, ba tô này không trả đây. Cái người bán về đừng ai hỏi đó, để một mình em giải quyết về. Hai tô ăn đây không cho nên mà một tô lấy theo này. Thiệt nạt nha. Rồi 5 tô này đủ. Là 7 tô. Thôi bún trong đó đó nha. Không có, con tô rồi. Đây một phần đầy đủ. Của chú là hai cái, ba cái đầy đủ, hai cái đầy đủ. Ba cái không trả, hai cái đầy đủ. Rồi cũng có. Rồi, hai cái không rau nêm nè. Cái món này là cô bún mắm nha cả nhà. Cô sẽ để có là mực ống nữa nha. Chờ sang mực ống. Mực. Mực ống. Cái heo quay nạc, thiệt nạc. Ủa. Lấy này luôn nha cô. Rồi, cái này là nạc, thiệt nạc đây. Có nghĩa là làm kiểu đông nhé, với lại rồi năm tô đầy đủ liền nên mình ra là để tính tập trung chung lúc mà bây giờ rồi năm tô đầy đủ rồi ấu năm rồi cho mẹ cái hộp mấy hộp con rồi con ơi cái bún này con trụng đi không sao hết, cô để hộp cho con bỏ hành riêng rồi chờ con muốn ăn giờ nào con ăn. Lấy bạn lấy mấy hộp cho em đi con, lấy cho đầu tủ mẹ. Ừ. Rồi 4 5 đủ rồi đó. Rồi 3 hộp của hai hộp của bác sĩ chưa? 3 hộp của em. 3 2 vậy con trai. 3 rồi thêm hộp nữa lên đây. Nè, bác sĩ điều trị bệnh về mối. Đây là ưu tiên đây. 1 vậy là phải cho siêu, phần siêu đặc biệt nha cô. Ừ. Này ưu tiên đó. Hai. Giờ cho ba cái nắp đi cô đậu chị đậu lại đậy lại cho lên đây. Hai tô bên đường. Giờ nè. Lóc ơi đậy vô giùm bà Jen này cho lóc ơi. Ba hộp cho bác sĩ. Không em đậy phụ chứ. Rồi. Vậy cũng ba bịch. Phần này là phần siêu đặc biệt. Mua hết tờ đó luôn đi. Thôi cái này chồng ăn mua hết rồi. Rồi 1 cho thằng đi cho em chưa? Chết mồi bỏ chung không sao hết rồi. Bỏ tủ lạnh đi không sao hết á. Dạ em mấy bộ muỗng không? 2 rồi để chút đó từ từ nè. Con bè, con bè hả? Anh hay bỏ đâu? 3 2 tô bên đường đi không mày? Rồi, 2 tô bên đường. Rồi. Rồi, 2 tô bên đường nè, má mi ơi. Không, bây giờ phải... Không, có cổ kia rồi. Không, biết rồi. Một bịch kia lặng nữa rồi. Rồi, mẹ ơi. Cho qua, cho qua. Cô ơi, nước sôi con. Có chừng nước sôi nha. Con đứng coi cô bán. Đây, cái này 2 tô của cô đó về nè. Rồi. Rồi, ai ăn ở trong là gọi nha. Đây, 2 tô nè. Thấy không? Hai tô anh chạy cá, bán thịt của anh Dũng trước. Đó, mấy tô đó xong đó, mẹ làm xong rồi mà quăng ra đó. Anh Dũng nãy giờ rồi. Đó, đó, đừng chừng rớt, đừng chừng rớt. Cô mực ống hay là mắt của cô? Mực này thì ngon. Dạ. Ông mẹ ơi, đừng ở trên mấy tổ này nha, múc bỏ gói đồ. Múc đường nhiều quá. Đó. Bịch rau ba bỏ vô nè. Cô làm không kịp tay luôn á cả nhà. Lấy bỏ vô là đủ. Cô việc cái một cái nồi lớn đó là khoảng nhiêu lít vậy cô? 120 lít, 100 lít. Cô hôm nay cô nấu 3 nồi nè. Hai bịch mà không đắng nè. Em làm chậm chậm cô quay cô chứ. Chậm chậm không kịp khách đâu. Rồi chậm phải không? Để cô làm tô. Thôi làm nhanh đi cô. Ảnh nói chơi rồi. Trời ơi làm chậm khách la chứ. Hai bịch không đắng là phải một cái hả? Hai tô không chả cá phải không? Chả cá rồi, đúng rồi. Rồi ok. Bịch rau đắng phải tắt ra.
topping thì cây ta thấy là sẽ có mực, có tôm này cây. Rồi không chả cá đây. Rồi chả cá nè, và đặc biệt là heo quay. Đây thì không chả cá đây. Với lại tôm nữa, nãy mình nói có tôm rồi đúng không? Tôm không tôm. Dạ tôm không tôm có liền. Đứng đây đi. Đây đây đứng đây đi. Đứng đây luôn. Đây tôm không tôm nè, cho đi nè. Tôm chín bán tay luôn rồi cả nhà. Rồi tiếp ở chổng ai kêu là cứ kêu. Sáng giờ làm tới bên mỏi tay chưa cô? Không, con nhờ giờ này nhờ cái chị kế bên nhà chặt giùm heo quay luôn, mới làm không kịp con. Có 30 mấy ký heo đó, sáng chỉ là chặt giùm. Coi như là hàng xóm bây giờ là phụng luôn rồi đó. Con không heo hả? Làm kịp mấy món này á cả nhà. Rồi không heo có luôn. Thêm mà heo quay nữa hả cô? Mình ăn bún mắm nha, mời cả nhà cùng ăn bún mắm với Ngọc nha. Hôm nay là chủ nhật nha cả nhà, nhớ là món này là bán vào ngày chủ nhật thôi. Thì một tô bún nấm thôi với giá là 50.000 cả nhà thấy nè, rất là nhiều topping nha. Chắc là cô bán không có cho thêm đâu hả cả nhà? Cô cho thêm là hở lên mạng cái mọi người không sợ là kiểu so sánh á. Tại vì cô kiểu thường cũng hay cho mình thêm cả nhà. Nhưng mà đây nè, một phần ha, rau mực. Hình như cô biết Ngọc thích ăn rau mực không ta? Cô cho hết nhiều là rau mực. Xong rồi con tôm nè, tôm là to nha, Ngọc thấy là to nha cả nhà. Xong ở đây là có rất là nhiều heo quay luôn đó, heo quay nè. Rồi chả cá nè, trời tôm này chắc gọi là siêu đặc biệt quá. Thông thường một tô cô bán bình thường là 50 ngàn thôi. Rồi rau thì mọi người á, ăn rau thì có thể là trụng cũng được hoặc là không cũng được nha cả nhà. Ngọc thấy là để tươi như này á thì quay lên hình cho đẹp hơn. Nhưng mà nếu thường thì mình ăn mình sẽ xin được trụng. Có rau đắng, có đầy đủ hết các loại rau, có bông súng, có rau muống này cả nhà. Hầu như là mấy món bún mắm thì phải ăn kiểu này ha. Cả nhà nhìn mê ly chưa? Su Trang ơi, nãy giờ lo quay mặt về đây xong nhìn lại đằng sau kìa cả nhà. Khách đông ghê luôn á. Có nghĩa là khách mua về này, xếp hàng nè, đậu xe nè. Rồi mình thấy rất là trộm vía luôn á cả nhà ơi. Rồi cái đặc biệt nữa khi mà cảm quan mình nhìn á, cái mắm me, cả nhà mắm me mà kiểu dạng sọt như này nè, cái tự nhiên Ngọc thấy nó ngon hơn nhiều phần á cả nhà. Chứ đừng có lỏng lỏng, tại vì cái cách mình cũng thích cái sự đậm đà như vậy. Bây giờ mình không thử cái phần nước lèo xem như thế nào nha. Hồi nãy giờ thật sự ra là khách đông đến nỗi mà mình không có tiếp cận được, không có đến gần được cái nồi nước lèo luôn á cả nhà. Tại vì do là mình thấy là bán đông mình hơi né xíu để cho cô bán nhanh hơn. Xuống mình tay luôn. Dạ ai cô? Dạ à, vậy hả chú? À trời ơi, chú có coi An Giang đúng không hả? Vậy là chú coi cũng nhiều lắm á, chú mới biết con đi An Giang á. Dạ vậy hả? Cái hương vị cả nhà, Ngọc thấy là bún kiểu cái nước lèo nêm rất là đậm gia vị theo kiểu mình cũng hay thích đó, có nghĩa là đậm gia vị nhưng mà kiểu tròn ha, vừa có mặn vừa có cái độ hậu ngọt ngọt ha, cái hòa quyện với nhau. Cho nên hình ra là Ngọc biết lý do tại sao mà khách của cô rất là đông đến như vậy rồi đó. Có lý do hết cả nhà, tại vì gia vị nó rất là đậm đà mà kiểu nó ngọt, nó khớp với lại miền Nam của mình ý. Ngon quá, siêu nhiều topping luôn trời. Con người rất là giòn sần sật luôn cả nhà ơi. Đặc biệt là nước leo nữa đã ngon rồi, cho nên cái áo ngoài da vậy cũng rất là cuốn luôn, lâu lắm rồi. Heo quay á mà khi mà bỏ vô nước dùng á, nước lèo xong á thì cả nhà vẫn thấy cảm giác nó rung rớt rung rớt, còn da cũng thấy ngọt bất ngọt. Bỏ vô vừa ăn như vậy vừa giòn còn sẽ cuốn hơn. Dạ. Dạ, dạ đủ rồi, chắc đủ rồi. Heo quay cũng ngon nè, mực cũng ngon, thấy kiểu là đồ mực mình thấy là tươi á, mình ăn vô mình cảm giác được là tươi á. Còn heo quay là chả cá nè cả nhà, mắm me nó sắc á.
chua mà nó dịu mà được cô nêm rồi, thích ăn bánh nem này cực kỳ luôn. Ngon dữ. Có nghĩa là cô nói là củ xanh này là xanh nhỏ, đó mới là cái chỗ cô bán rồi đó. Thường ngày cô bán củ xanh bự hơn nữa cả nhà. Nhưng mà cái độ chắc của cơm, độ nảy của tôm là nhìn mình sẽ rất là thấy luôn ha. Cơm chắc ngựa luôn, thật ngọt và giòn, kiểu cái độ luộc cũng vừa đó. Tôm tươi vừa tới như thế này mình có cảm giác là nó sẽ ngọt thịnh hơn và nó dày thịt hơn. Nó cái độ mà sần sật nó ngọt hơn cả nhà. Ủa giận còn đông luôn hả? Không, Ngọc thấy là tô bún bánh này rất là ngon. Ngọc thấy là cả nhà nên phải ghé thử. Nói chung là mình phải thử một lần nha cả nhà. Ở chỗ của cô thì ở là khu quận 3. Ngọc trả lại địa chỉ ở chỗ cô cho cả nhà mình tiện. Trong khu vực thì có thể là ghé nha, 6 giờ sáng mà cô bán. Nếu mà được ngày hôm nay thì nhìn thấy hấp dẫn quá thì tất nhiên là cả nhà phải đến ngày chủ nhật rồi. Thì ở đây là số 108 của sạc 45 của đường Trần Quang Diệu, quận 3 nha cả nhà. Trời ơi, ngon quá, hấp dẫn quá. Mà hứa tấp bánh đây rất là hòa quyện và cuốn luôn. Dạ không. Cơ bản như vậy, thấy là như tô như này là ăn là buổi sáng là rất là no nê nha. Xác nhận là no nê và ngon miệng luôn nha cả nhà. Rồi, chắc là học phải ăn tiếp. Và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của Tây Sơn Phố nha. Bây giờ phải tập trung ăn thôi, tại ngon quá cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Cảm ơn cô. Cô này mình đầy đủ 5,5. Ra ba một tịch nữa nha. Ra ba một tịch gì? Đây, tô không tôm. Vâng, đưa là Vân đi làm gì bịch ra ba. Tô không tôm. Bên đây là nồi nước leo nè cả nhà. Đây, con một phần. Còn thấy khách mua mang về nhiều quá cô. Ừ, tại vì đó mẹ làm đủ thứ hết á. Cái này 1, anh chưa 3. Rồi. Cho nên là mấy bữa hôm nay cô nghỉ cái lâu. Dạ, nghỉ cũng lâu nên nhớ hả cô á. Cái nào mà khác thì đọc. Có nào đủ thứ thì qua đây. Chị đủ thứ hay sao vậy? À, một phần không tôm, một phần không tôm mực. Bây giờ chị bao nhiêu phần có thể? Hai phần. Một tô, một phần không tôm, một phần không tôm mực. Đúng rồi. Ủa, bữa hổm là cô có chạy qua không hay là nhìn thấy trên Zalo à? Dạ. Tại mỗi lần cô bán cô đăng trên Zalo á. Dạ, nghỉ rồi lên Zalo. Ờ, Diệp Kiều về muốn ăn cháo lòng mà không mai được. mai về mất tiêu rồi vậy hả? Ôi trời ơi, đây 10 ngày qua rồi hả? Cái này là của cô bên này hai tô này nha. Lúc đó nữa thèm ăn bún tiêu, nghỉ rồi sao đó rồi về luôn. Dạ, cô này dạ. Vậy là chị Kiều về kiếm cháo lòng cô chính nha. Kiếm cháo lòng á. Thôi cô này hai phần gói luôn đã phải lộn. Anh nó 4 phần bún nhiều. Thôi dắt phải hẹn dịp sau. Để lừa lấy 6 đi. 6 luôn. 6 luôn rồi. Tiếp đi, đứng tiếp đi, đứng tiếp, kêu tiếp con. Khi nào cảm thấy ra nhiều nhiều à. Con hai con ăn đầy đủ. Rồi, hai tô đầy đủ xong luôn. Bún mắm hả? Dạ, bún mắm. Dạ, bún mắm chú. Nóng hỏi gì ăn luôn. Rồi trái cá cô đây khác người ta lắm. Dạ. Có nghĩa là rồi 6 tô đủ rồi đó. Giao là nóng luôn. Chị mấy tô vậy? Chị ăn gì chị qua dặn e cháo giùm mà chị không lấy gì chị dặn cháo giùm em đi. Yên tâm cô ơi. Lẹ em làm lẹ lắm. Ở đây là nguyên liệu là cô đã cắt sẵn hết trơn rồi cả nhà. Cho nên để cho cái lúc mà khách chờ, tại vì cả nhà thấy nãy giờ. Lúc thơm quá chừng luôn á.
Đó, cô làm cái gì á? Ở chổng mấy tô ăn vậy? Bây giờ là cả nhà thấy làm kiểu ở đồ nhiều tô thì cái tô nhiều, nhưng mà cả nhà hình ra là nguyên liệu phải làm trước chứ. Nếu mà để đến lúc bây giờ cô mới cắt thì rất là lâu, không có được ha. Chờ đông lắm. Tại vì ăn về á cả nhà. Đó bịch thịt lèo. Rồi anh đưa 560 cho nó mai 200. Dạ, đừng có ăn nữa, để làm hết tăng đó. Dạ, bỏ đi. Bộ ba trắng, ba trắng to được. Thấy không, cô làm không kịp, con thấy không đó. Nãy giờ là cô bóp mỏi tay luôn ạ. Quay hay quay vô tủ cho ăn hồi khi mà làm nó dễ hơn cả nha. Để sắt sẵn, sắt hai mâm luôn ạ. Đó, thấy không con? Đó, hay quay nè. Đẹp hay quay rất là giòn. Dạ. Nói chung mọi thứ em thấy là nóng hổi về thổi văn không à. Cũng như là đã nè. Rơm rớp luôn, cảm giác rơm rớp luôn á. Nè, để cô lên làm cho con coi cái da heo mà. Dạ, đó. Nóng hổi luôn á. Nóng rớt luôn á, trời ơi. Như vậy ăn vô tô, món nào nó cũng chất lượng thì tô nó mới chất lượng. Tô bún mắm mới chất lượng cả nhà. Chắc chả cá thôi con. Chả cá này khác chúng ta luôn. Tại chả cá này cô đặt làm nó để quết thắt lát cho cô. Dạ. Có nghĩa là mình đặt riêng rồi, nóng má rồi. Tại này rất là mắc. Thế kia chả cá ngoài chợ chỉ có 100, 101. À. Còn này có 108. Nhiều khi cô bán lẻ 200, cô chỉ là 20 thôi. Dạ. Mà điều khách quen ta mới đặt. Dạ. Bởi vì ăn cái miếng chả cá này nhiều người nó khác lắm. Ừ. Nó con thấy không? Ơi, nóng quá. Hỏi nè. Thắt lát luôn hả cô? Ừ. Đó, nóng rần rần như vậy. Chắc lên luôn, quá đẹp luôn. Hấp dẫn tất bên luôn. Đó. Có ai ăn chổng nữa không? Hai tô rồi. Cô bà chú hỏi để coi ai hai cô ăn gì. Nè, đó. Đây là một tô đầy đó, đủ một tô cô. Đầy đủ hả con? Dạ, một tô đầy đủ. Để quay cho đẹp. Đó. Có rau mực đồ này ha. Ừ. Mực nè, tôm nè, rồi thịt heo. Ừ. Một tô như vậy là bao nhiêu tiền cô? 50 đó con. Dạ, đầy đủ là 50.000 đó cả nha. Đó, thấy không? Con quay nhìn coi nè. Dạ. Tô vậy là 50. Phải hấp dẫn. Hai tô đầy đủ con đi ơi. Rồi, hai tô đầy đủ có luôn. Đây. Có menu quá anh. Hai tô đầy đủ. Menu bên kia đem kéo qua đây đi. Nay con chín khỏe hẳn rồi đúng không cô? Khỏe nhiều quá con. Dạ. Mới bán rồi. Dạ. Từ sau nghỉ đi chơi nữa. Dạ vậy hả? Thôi từ sau bà chị với bạn về đó. Dạ. Là bà dắt đi biển rồi bà nói xả chết nhà. Dạ. Chết nhà. Bà nói về đi chơi bữa. Cô đi thứ 6, thứ 7, chủ nhật về. Dạ. Rồi vậy là chủ nhật từ sau không được ăn bún, dạ, bún mắm. Tại vì cô bán mỗi bún mắm là mỗi chủ nhật thôi cả nhà. Không có nha. Rồi, mới ăn bù được rồi. Chị coi trên cái Zalo em đăng á, lấy cái cạc cho cô. Đó, đó, để cháu em lấy, con em lấy cạc cho chị. Rồi, cho cô chú con đem về luôn. Rồi. Tôm heo, tôm mực. Tôm heo, tôm mực. Tôm mực. Mọi người có một sở thích nên là phụ hợp sáu được cả nhà. Tôm với heo nè. Rồi xong rồi nè, cái này của chị Thơ nè. Đây không rau nêm, không chả cá đây. Không rau nêm, không chả cá. Bốn phần kem này đi nữa nè. Rồi. Lấy hai phần em về chưa? Không rau nêm, không chả cá.
đầy đủ. Là sao 21 đầy đủ rồi. Rồi đầy đủ. Ở chỗ là 5 tô mà chỉ có 2 tô không rau nêm. Đó, 2 tô không rau nêm không chả cá đó. Đâu quên, trong đó 1 tô rau nêm thôi, bố lại kêu lại khác. 1 tô không rau nêm thôi, có làm gì đi. Lập dặn 2 tô không rau nêm đó. Không chả cá luôn. Ăn 1 cái chuẩn luôn. Ờ, à, ăn 1 chuẩn đi nữa, 1 cái này chuẩn. Rồi, đầy đủ. Cho rãi đi, anh nói về với lại hai chứa, còn dĩa nữa. Anh nói về là một mình nè. Ở đây cuối đi, hai con không đâu nè. Rồi, đầy đủ. Nè, lấy cái chén nè, cho miếng đâu đi mới hoài đây. Rồi, xong. Chị này hai bình đúng không chị? Chị hai bình. Rồi, vậy đậu để riêng hết ha, nước thoải mái. Một tôm chả. Thôi, món này mà kiểu mà ăn từng món kết hợp lại á mọi người, cái nên thành ra một tôm chả nè. Nào là tôm chả đầy đủ, làm theo không rồi kiểu. Cho nên thật ra cô chú phải tập trung hết 100% để mình bóc cái topping cho nó dễ. Mỗi người là sẽ một ý á. Món không mà ít bốn. Người ta bỏ bên đường rồi. Rồi, cái này không mực ít bún nè, đây 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 đây. Lắp ơi, hai tô làm sao vậy? Một tô đầy đủ, tô là không mực. Tô đầy đủ. Tô đầy đủ, tô không mực. Rồi, tô đầy đủ. Tô không mực. Rồi, bưng. Hai mực cho nhỏ tiếng. Cút luôn. Để lên tủ một cái nữa. Xong cứ chăm chăm lên tủ cho đầy, bạn dễ làm đó cả nhà. Đó, sáng cô luộc bún rổ tôm vậy nè con, dạ. 2 mấy ký. Ừ. Nay cô luộc 26 ký rồi. Heo quay là 3 mấy đúng không cô? Ký này đó là hơi nhỏ xíu, 20 con. Dạ. 21 con, mới bữa thì 18 con. Mà tôm này hơi mắc. Đâm ra tôm cỡ này là nó lựa giùm cô là bự nhất rồi thôi. Dạ. Còn mấy bữa thì chỉ có 18, nó dạ. nớ rồi lựa tôm bự đó. Dạ, rồi rồi. Đây. Rồi, bịch không hay quay đây nè con. Mực nè, đó. Dạ. Một con vậy nè. Ký phải chừng 4 con, 3. 2 ký 7 con chừng. Dạ. Đó. Đó. Đó là mực. Mực ký rau là cô bán luôn vậy đó. Kiểu cái tô bún ống sẽ nhìn chất lượng đó nha. Toàn là mực ống này không à. Toàn.